Chào mừng các em đến với lại tiết học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề 4 vẫn là mẫu có hai đồ vật. Và bài tiếp theo chúng ta học chính là bài vẽ theo mẫu, vẽ hình ấm tích và cái bát. Ở bài này chúng ta vẫn có 3 phần. Thứ nhất là phần hướng dẫn quan sát, thứ hai là hướng dẫn cách vẽ, và cuối cùng đó là phần chúng ta thực hành. Ở phần quan sát nhận xét, các em hãy cùng quan sát cho cô những cái mẫu cô bày như thế này để cho chúng ta có thể lựa chọn. Nếu ở nhà chúng ta không có những cái ấm tích ở hình số 2 và hình số 3 thì chúng ta có thể lựa chọn ấm trà thay thế để đặt mẫu cũng được. Quan sát hình và các em hãy cho cô biết nhận xét về hình dáng, cấu tạo, màu sắc của từng vật mẫu và cho biết vật mẫu nào đặt trước, vật mẫu nào đặt sau. Đồng thời chúng ta cũng nhận xét và ước lượng khung hình của từng vật mẫu cho cô. Để lát chúng ta sẽ tiện vẽ khung hình chung và khung hình riêng. Cô kết luận lại cấu tạo của cái ấm tích. Chúng ta có phần quai ấm, nắp ấm, miệng ấm, vòi ấm, thân ấm và đáy ấm. Cấu tạo của bát thì gồm có miệng bát, thân bát và đáy bát hoặc là đế bát. Đó, chúng ta phải nắm được đặc điểm cấu tạo của từng vật mẫu thì chúng ta sẽ vẽ nó sẽ tương đối hơn, để nó không có bị thiếu bộ phận. Ở phần hướng dẫn cách vẽ thì tương tự những bài vẽ trước, cô chỉ nhắc lại. Đầu tiên chúng ta sẽ là phần vẽ phát khung hình chung hai vật mẫu. Đây, khung hình chung hai vật mẫu. Sau đó chúng ta sẽ tách ra khung hình riêng từng vật mẫu. Bước thứ ba sẽ là phần vẽ phát những cái nét chính và những cái nét thẳng nối lại. Và cuối cùng đó là phần vẽ chi tiết. Ở phần thực hành, yêu cầu chúng ta sẽ vẽ lọ hoa và quả, hình thức vẽ hình. Đây, chúng ta sẽ dừng lại ở bước vẽ hình như thế này. Để tiết sau chúng ta sẽ vẽ đậm nhạt. Cô lưu ý các bạn khi chúng ta vẽ tranh, vẽ theo mẫu thì chúng ta lưu ý tới phần bố cục. Không để cho bố cục vào lệch sang trái, lệch sang phải, hay là lệch lên trên, hay là lệch xuống dưới. Mà chúng ta phải vẽ làm sao cho hai vật mẫu nằm ở khoảng giữa của tờ giấy. Và không vẽ to, cũng không vẽ nhỏ quá so với khổ giấy. Tương đối, chừa cho nó có những cái khoảng trắng sao cho hợp lý. Chúng ta lưu ý cho cô chỗ đó. Ở phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu các bạn chúng ta hoàn thành bài ghi, bài lọ hoa và quả, và hoàn thành luôn cả phần vẽ hình của bài lọ hoa và quả. Hoàn thành luôn cả bài vẽ hình của bài ấm tích và cái bát. Và xem trước cho cô bài ấm tích và cái bát vẽ đậm nhạt. Dụng cụ chuẩn bị cho tiết sau vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, bài vẽ, bút chì, 3B, gom. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn các em vào